Tháo. Và ngày nay hôm nay sẽ đi về làng Siêu Cường. Làng Siêu Cường là thuộc xã Phong Tú, thuộc xã Phong Bình, để trao 100 xuất quà cho bà con ở đó. Vì trong thời gian lụt bão thì bà con có một số là đã nhắn tin và gọi điện cho ngày nay xin giúp đỡ cho bà con. Nhưng vừa rồi thì mưa bão lụt chưa đi được. Sáng hôm nay thì ngày nay mới đi được. Và đây là con đường đi về làng Siêu Cường. Thì làng Siêu Cường thì mình đi về đến chợ Phó Trạch Đêm. Là sẽ có một con đường rẽ để đi vào làng, thuộc xã Phong Bình, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Và đây là con đường đang từ Phong Chương để về đến Phong Bình. Phong Bình cũng là một cái xã thuộc huyện Phong Điền mà giáp giới với Quảng Trị. Và ngày hôm nay có lẽ là một cái ngày rất là tốt, cho nên là trên đường thì thấy có đám cưới nào, có đám má. Lại đây là ngày lành tháng tốt, ngày hoàng đạo đấy. Cho nên ngồi bên thì em Bình nó tài xế nụ cười là thoải mái lắm. Thank you.
chờ vào tận đền thì chân chân ngày nay đã có giới thiệu cho bà con rồi. Mọi người biết cho đây là cái hàng cây này là rất là nhiều chim. Ở trước mặt là có một cái cổng làng, đó là cổng làng Siêu Quồng. Thì trong những ngày lũ lụt vừa rồi đây là cái vùng trũng và rất là xa đường để người ta vào để cứu trợ. Vì như quý vị đã thấy cho bây giờ nước là vẫn còn ở đấy. Và mời cả nhà theo Trân Trân thăm một vòng làng Siêu Quồng, một ngôi làng có một cái tên rất là độc đáo, ấn tượng. Đây cũng là một ngôi làng mà rất là bị thấp rừng, nằm cô quạnh giữa đồng. Và trong đợt lụt vừa rồi thì đây ngập rất là sâu. Bây giờ thì không còn lụt nữa mà cả nhà nhìn ra mực nước ở ngoài ruộng. Mình giúp được đây rất cỡ nào. Ném Hàn Quốc bằng inox, võng xếp, giường xếp, mùng khung. Bằng inox, võng xếp.
Quân thì có 200 hộ người dân, nhưng mà Trung Trân thì cũng qua bác thôn trưởng chắc lọc lại những hộ nghèo và bị ngập sâu trong đợt lụt bão vừa rồi, thì Trung Trân điện trao qua là 100 xuất 100 hộ. Nhà cửa ở đây thưa thớt quá lắm. Giờ mà vẫn còn nước ngập ngập như vậy thì tưởng tượng bữa trước là Tân Trân nghe nói là lục mái nhà rất là nhiều, giờ thì đâu còn lục bão chứ không có con nước giữa đường này. Cũng còn nước ngập như vậy thì hình dung là những cái ngày mà nước mà được lụt mà ngập lớn nhất là nghe bà con chia sẻ là lụt thì không tổng xóm đâu luôn. Rồi. Rồi bây giờ Trân Trân lại tiếp tục về lại điểm phát quà cho bà con. Đi ốm không đi sơ tạng. Không. Ông mua bộ ốm thay đường đi. Bây giờ mẹ ở mình thôi à? Có con. Có. Dạ, rồi thì con có hư hại trối đồ đạc không? Ui dào thì hư hại thì trối hết. Dạ. Có má ướt, máy móc thì trơn ra thì trối hết. Hư hại. Chắc ốm cũng do tiền của rồi, không dám đi rồi. Ông mua. Ông mua hả? Bạc lục là qua đi rồi để má mưa là ta thương mất mạng. Con chỉ nghe cái bảo với cái bà. Dạ. Bạc uống mất cái ngày bảo với bà. Dạ. Đến hay chín đó. Dạ. Phải chín lên đó. Dạ. Thân mẹ cứ cố gắng mẹ. Nhân qua về ăn đã. Cảm ơn chị rồi. Dạ. Lên cái bàn cho con cái cái sạch đi. Này chị đang đặt bật vào qua thân gọi. Thì cả hộp thì hôm nay gió không đủ cho nên một loài là cả Thái Lan. Đây. Và thêm một loài là cá Việt Nam. Một loài cá Thái Lan là một lóng 13.500. Còn loài này là 11.000. Cho nên bây giờ trung bình một lóng cá như vậy là 12.000. Và ba con rất là vui vẻ, rất là dễ thương. Mọi người mọi việc. Hey!
nữa là lụt hết đấy. Chị nói nếu có rồi là lên lụt cái mấy quạt đó hả? Dạ. Cái hồi mình rồi mới có anh đi anh đấy là có gì lụt hết mới ra được. Đúng rồi. Đúng rồi, mấy tấm ăn này là lụt hết, ghê quá, lụt. Vậy là người mình lụt đâu? Lụt quá nha, có nữa. Thì có cái mấy quạt trong con đất đây, anh đi. Ai còn nơi thêm này, lão mấy quạt trong con phải lụt được. Con anh đi là lụt hết đấy. Dạ, ôi trời. Con anh bên đi là có gì lụt hết trơn thế. Mà nghe nói là nước mới lụt ngày hôm nay, à, ngày hôm qua con nước à? Dạ, ngày hôm qua lụt lại rồi hả? Lụt vô cậy quái lực. Lúc là tổng cộng là cả đấy rồi. Đi lụt lại lụt đi lụt lại mãi nữa. Đúng là khó khăn là làm ăn mà ăn thì không mà làm ăn. Dạ quá khó. Bây giờ mình cứ đứng giúp đỡ cho khi khó khăn đấy. Thì bởi vậy hôm nay có Trân Trân, người đẹp Trân Trân về thôi. Đó. Dư giúp cho tôi 59 là an toàn vào một bộ kết. Cảm ơn một chị Phi Phúc. Dạ. Yên rằng. Dạ. Vì những quan tâm. Dạ. Theo dõi những Phi Phúc thì có người chia sẻ. Dạ. Tôi nói là sư phụ rất là cưng cưng. Dạ. Cứ bảo được bây giờ ba con rất là khổ. Dạ. Trân Trân về giúp cho nên chị cảm ơn. Chị Yên Đằng mà ở bên Mỹ á, mà theo dõi ở Việt Nam mới biết làng mình là rất là cực. Mới nhận lại. Hôm nay hôm nay là về. Chứ chị nữa biết tên chị rồi chứ. Không, là chị Yên Đằng, chị tên Hiền, chị Hiền. Chị Hiền, dạ. Nhưng mà ở nước ngoài ta cứ gọi là Hiền Đằng, là cái tên trước, cái họ năm sau. Dạ, Hiền Đằng, dạ. Để biết mà cảm ơn. Ngạc mê là con nhận được thêm một số trái dâu dọc, ba dâu dọc. Dạ. Trân Trân đại diện cho kinh huyện ngày nay có đôi lời phát biểu cùng với quý bà con. Kính thưa quý ông bà, quý cô bác cùng các anh chị và các bạn, hôm nay là ngày 6/12, Trân Trân đang có mặt ở thôn Siêu Phường, xã Phong Bình, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế để thay 99 cô bác anh chị ở Mỹ giúp đỡ bà con hôm nay. Cụ thể là anh Hào đứng ra quyên góp và gửi gắm Trân Trân giúp bà con sau cơn lũ quả vừa rồi những cái phần quà ý nghĩa. Cụ thể danh sách thì quý cô bác hảo tâm Trân Trân xin giới thiệu sau clip. Còn bây giờ Trân Trân xin phép gửi đến bà con 100 xuất quà là gồm một bao gạo 10 kg là bằng 131.000, một thùng mì tôm 58.000, một lít dầu ăn 25.000, một lít nước mắm 12.000, một gói bột ngọt 22.000, ba lon cá hộp 36.000, gạo và nhu yếu phẩm mỗi phần như vậy là 284.000, cộng 100.000 tiền mặt nữa là 384.000, nhân cho 100 suất là bằng 38.400.000 đồng, cộng thêm 800.000 tiền xe vận chuyển. Ra đến đây thì tổng tiền quà hôm nay là 39.200.000 đồng. Và thêm một số trái dâu nóng Trường Sơn của nhóm Phật tử Nguyên Phương ở Canada. Biểu mỗi mẹ là mỗi trái dâu nóng để mẹ mẹ sức cho đỡ trong cái mùa mưa gió lục bão này mẹ. Rồi, bây giờ thì đây là những trái dâu nóng Trường Sơn. Trái dâu bên trong là như vậy. Mỗi trái như vậy Trân Trân mua sỉ là 17.000 đồng. Và giúp Trân Trân phát qua để cho mẹ mẹ cho mời mẹ mẹ nhận qua tới 100.000 đồng. Bấm giùm cho mẹ hai trái dâu Trường Sơn. Tôi thưa nó mấy cái rồi một mẹ vẫn cứ mẹ vẫn luôn đấy bật nhạc qua mẹ bật rồi chị rồi hết rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.
À, kính thưa quý bác, cô chú cùng các anh chị, thì hôm nay về cái làng Siêu Quần này thì có một cái sự cố xảy ra. Tất nhiên là ở làng này thì cũng có là 200 hộ, nhưng mà vừa rồi thì xin thì huyện anh ấy giúp đỡ được 100 phần quà. Bây giờ lại bà con lại nảy sinh ra một cái chuyện là nhận quà xong là phải đem qua tập trung một chỗ để phân ra mỗi phần quà này thành hai. Thì thấy hoàn cảnh rất là khó khăn và rất là cũng thấy rất là thương, rất là tội. Nhưng mà bây giờ qua chợ ra chỉ có được 100 phần. Thì cái này thì cũng do bây giờ ở địa phương thì các anh ở đây phải tự giải quyết thôi. Cho bây giờ sáng sẻ ra để cho bà con cho đủ. Chứ thấy bà con thì cũng thấy rất là thương. Trong lúc ở đây thì lụt là ngấm rất là dài ngày. Mà lụt thì quá lớn, nhưng mà cũng phải đành chịu. Thì thôi thì nếu như có được một ngày mai nào đó thì huyện ngày nay sẽ trở lại giúp cho bà con thêm lần nữa. Rồi. Thầy quý ông mê ở đây ai cũng thích chai dầu của Phật tử Nguyên Phương ở Canada đây, đúng là rất là hay. Ở đây lội nước lụt nhiều cho nên là xương cốt nhức mỏi. Thưa nhóm Phật tử Nguyên Phương ở Canada, hôm nay Trân Trân đem đi như vậy là 6 hộp, là 60 chai dầu Trường Sơn để bán để quý mẹ, cho nên ưu tiên quý mẹ già cả và quý ông. Về quý ông cảm ơn chị Nguyên Phương nha. Giúp đỡ cho là giai đoạn cái quái khó khăn. Mỗi cái lửa nánh có mê có ống đôi mũ đen rồi thôi này. cái tình cảm, cái tinh thần lạ lanh đùm lạ rách của mẹ này. Kìa, những cái nhà hảo tâm ở phương xa họ nhìn về quê mình họ thấy tội rồi họ, dạ. họ gửi về là tụi cháu đi làm nhiệm vụ này thôi, dạ. Điều gì mà có là mừng rồi, cảm ơn rồi, dạ. Thời gian đi cùng cực kia, nhiệt đi cực kia đừng nói. Thì thật chứ dâu về sức khi nhức mọi sức.
Nè. Chị thấy vợ. Chị xin thưa ai, ai xin? Vốn, vốn xóa bỏ. Chị ni xin dâu hả? Không, chị ni nhờ nhờ vô mẹ cũng vốn xóa bỏ. Dạ. Đâu có vợ ăn mô không? Hỏi hỏi bà xã ăn mô. Bà xã xóa bỏ. Mấy mẹ. Gì đây, gì đó. Mày mẹ ai cửa dâu hết, ai cửa chi xin cho dâu được cái đó, đó cho mày tặng cái mày mẹ. Không miền trai được. Cho chị xin chào. Cứ đưa qua quán đó. 50 đây. Tôi 50 người. Một trai đi qua rồi. Trai cái này. Dạ. Có con trai hả? Ở đây là có những cái bao gạo vàng và đỏ. À, đấy không phải là gạo nhộm mô, đây là gạo lai Nhật mà bao 25 kg, cho nên là phải sang ra và giờ để hôm lục bà tới giờ, cho nên là để giờ đem cho đem về đưa rồi cho mấy mẹ ăn. À, chứ không phải là gạo tầm bậy đâu, gạo này gạo rất rất ngon. Nhưng mà trứng lại là gần 170.000. Đó, gạo này là 1 kg người ta bán là 10. Ừ. Cảm ơn đó con. Cho hai hai mẹ đi, hai đi đâu nè. Mẹ mô ưa xin dâu hết, mẹ mô mà mẹ nhức ngoài. Đấy mà mẹ này, đấy, đấy mà mẹ này. 75 tuổi rồi. Mẹ 75 hả, nó tè vừa chơi. Ai nhận cái dầu thích hết mà ai ưa chính cái dầu
chắc những cái lịch sử tới chứ phạt cho ba con phải đếm dâu nhiều hơn. Dâu nhiều hơn. Mời nhường chứ. Đúng, nắm đứa mà đá đi. Đi, đi. Đi, đi. Đi, đi. Đi, đi. Đi, đi. Đi, đi. Mẹ nó xích là có nóng từ ngoài vô thầu trống luôn rồi chứ. Mẹ bảo chị ba người được ba em gieo vừa đủ ba trái luôn này. Dạ chị ơi, dạ dạ thưa tất cả quý vị mạnh thường quân ở trong và ngoài nước, thưa tất cả bà con, thì quê hương chúng tôi là những cái nơi vùng sâu xa, nơi thấp trũng, trải qua mùa lũ lụt như vậy là cũng gần 20 ngày nằm trong nước. Qua quá trình thì được sự quan tâm của các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ giúp đỡ cho bà con chúng tôi đã trải qua những đoạn khó khăn nhất trong thời điểm lũ lụt. Thì hôm nay đoàn cũng của do chị Trân Trân là trưởng đoàn cũng thấy quê hương của tôi cũng là một địa nơi rất chi là khổ khó khăn, thì đã có cái quan tâm về giúp đỡ hỗ trợ chia sẻ cho bà con của tôi một phần quà để là chia sẻ và không được bảo. Thì thay mặt cho bà con với chính quyền địa phương cũng như lãnh đạo, xin chân thành cảm ơn cái tấm lòng của quý anh chị một đoàn chúng ta là đã nghĩ tới quê hương chúng tôi, nghĩ tới bà con chúng tôi. Thì một lần nữa xin kính chúc quý anh chị trong đoàn cũng như các anh chị mạnh thường quân ở các nước trong và ngoài nước một lời chúc sức khỏe hạnh phúc và chúc đại gia đình quý vị mạnh khỏe luôn luôn. Ba con cảm ơn anh Hào, rồi chính với chính cô bác anh chị đang ở Mỹ, rồi thêm nhóm Phật tử Nguyễn Phương ở Canada, và đặc biệt là chị Hiền Đằng trên Facebook. Cô lúc Hiền Đằng và thấy ba con là số quân khó khăn sau lụt vào thì theo dõi trên Facebook thì chị mới nói Trân Trân về đây giúp, cho nên ba con cũng cảm ơn tất cả nhà hảo tâm và chị Hiền Đằng thôi. Còn Trân Trân chị đã đem qua tới cho ba con vui. Cảm ơn dân thanh điển anh Trương Quốc Thao và chị với chị cô bác anh chị ở Mỹ đã đóng góp để Trân Trân mang được món quà ý nghĩa tới cho bà con. Nhóm Phật tử Nguyễn Phương ở Canada là cho bà con những trái dâu nóng rất là ý nghĩa trong những cái ngày mưa gió bão bùng mấy mê là hay nhức mỏi. Có trái dâu mê mốt cũng mừng mà mê chi mốt trẻ trẻ cũng lâm mê luôn để mà được với nhau. Chị mày chị thêm mày cả hết rồi đó. Nửa Trân Trân xin phép làm việc. Tôi một lần nữa xin cảm ơn các anh các chị trong đoàn cũng như là các nhà hảo tâm. Xin kính chúc sức khỏe an khang và thịnh vượng. Dạ, cũng xin chúc bà con ở quê hương mình mạnh khỏe. Luôn luôn mạnh khỏe. Dạ, dạ. Rất là cảm ơn các mẹ, các bác, các chú hôm nay nhận qua với một tinh thần rất là vui vẻ, thoải mái và rất là trật tự. Xin cảm ơn một lần nữa, cảm ơn. Và cảm ơn anh nữa.